Năm 2022, Công an huyện Hòa Vang là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, được đề nghị tặng cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Để có được kết quả này, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an còn đón nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Nhờ dân tin, dân quý mà những nhiệm vụ ngay từ cơ sở đã được giải quyết hiệu quả, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với đặc thù là địa bàn nông thôn rộng lớn, Công an huyện Hòa Vang xác định việc huy động sức mạnh toàn dân trong việc tố giác đấu tranh với tội phạm đóng vai trò rất quan trọng. Để làm được điều này, công an phải thực sự gần dân, hiểu dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã thí điểm mô hình xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hòa Phong. Qua đó xây dựng mới 5 mô hình nổi bật như phòng chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo, cổng trường bình yên hay mô hình dân vận khéo, công an xã trả hồ sơ tại nhà cho nhân dân. Đây đều là các cách làm hay, sáng tạo được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Nhận thức về pháp luật của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhân dân đã tự giác tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và hưởng ứng hỗ trợ lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã tạo ra cái khí thế mới, góp phần thực hiện thành công cái chương trình nông thôn mới của xã. Từ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, trong năm 2022, Công an huyện Hòa Vang đã tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, không để xảy ra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Điều tra làm rõ 34 trên 35 vụ phạm pháp hình sự, đạt trên 97%, bắt và khởi tố 18 vụ, 31 đối tượng, phát hiện xử lý 49 vụ, 53 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế môi trường. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện để từ đó là có thể là thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào, đẩy mạnh được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Dù ở bất kỳ đâu, mọi hoạt động của công an luôn có sự đồng hành, giúp đỡ, tin yêu, ủng hộ của nhân dân thì nơi đó tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Trọng dân, gần dân vừa là phương châm, vừa là yêu cầu phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an cơ sở.